Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình hiện nay đang là chiếc Philips X2566 và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái tính năng cũng như những cái đặc điểm của chiếc điện thoại cơ bản mà Philips hướng tới người dùng là những người lớn tuổi hoặc là những người có sở thích đặc biệt, thích sưu tầm những cái điện thoại có cái dáng ngoài độc đáo. Thì ở đây chúng ta có một cái hộp rất là đơn giản từ Philips, với đây là những cái bộ phận kèm theo cái điện thoại. Ở bên đây là những cái chức năng chính của máy, và Philips cho biết thì cái điện thoại này có thời gian chờ là 50 ngày và cái thời gian thoại là 25 tiếng liên tục, hỗ trợ 2 SIM. Một số những phím chức năng chúng ta có thể nghe FM radio qua loa ngoài, và những cái phím bấm cũng như volume, cái âm lượng của nó rất là lớn. Và bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem những cái phụ kiện cũng như cái hình dáng của chiếc điện thoại này. Đây là chiếc điện thoại Philips X2566 mà mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Thì mình sẽ nói kỹ thêm về cái vẻ ngoài cũng như những cái nút chức năng của nó sau đây. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái phần phụ kiện. Ở đây chúng ta có một cái khăn lau mà Philips tặng cho người dùng để chúng ta có thể lau sạch sẽ cái máy này. Chúng ta có một adapter sạc, rất là nhiều sợi dây kèm theo, một cổng cáp micro USB để chúng ta có thể sạc cho cái điện thoại, một viên pin, và cái viên pin này có dung lượng là 1630 mAh, nó cung cấp cho chúng ta được 25 tiếng đồng hồ liên tục. Và cuối cùng trong hộp là chúng ta có những cái cổng năng hướng dẫn sử dụng của Philips. Đây, ở đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái Philips X2566, một chiếc điện thoại mới của Philips. Và đây là chiếc điện thoại Philips X2566. Thì để các bạn dễ hình dung ra cái kích thước của nó, thì ở đây mình có một chiếc Xperia Z1 với cái màn hình 5 inch. Thì đây là một trong những cái điện thoại có cái màn hình 5 inch nhưng mà lại lớn hơn những cái điện thoại khác. Thì mình sẽ ướm lên để các bạn xem được cái kích thước, các bạn có thể dễ hình dung hơn. Đây, như thế này, mình để một góc. Đây, các bạn có thể thấy cái kích thước của nó khá là lớn so với những cái điện thoại phổ thông hiện nay của Nokia hay là của Samsung. Tại vì đây là một chiếc điện thoại nhắm tới những đối tượng sử dụng là những người lớn tuổi, cho nên các bạn có thể thấy cái màn hình của nó khá là lớn, cũng như những cái phím bấm này rất là lớn, phông chữ cũng tương đối lớn so với những cái điện thoại khác. Ở phía sau thì chúng ta có một cái mặt lưng nhám nhưng mà không có sần, mà nó trơn láng và nó khá là bám tay. Khi mà mình cầm cho mình cảm thấy nó khá là bám tay. Ở phía trên thì chúng ta có một cái đèn LED, thì chúng ta có thể dùng đèn này như đèn pin. Nó cũng có cái khả năng là hiển thị theo kiểu SOS, có nghĩa là cầu cứu. Ở đây chúng ta có một cái camera và một cái nút lẩy. Thì khi mà các bạn kéo nút lẩy này xuống thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng chụp hình ngay lập tức, không cần phải truy cập vào trong menu rồi mới mở chức năng chụp hình. Rất là hay. Ở phía dưới là chúng ta có một cái logo Philips. Và cuối cùng, ở phía dưới cùng của cái mặt lưng thì chúng ta có một cái cụm loa rất là lớn. Cái loa này dài như thế này, cao như thế này. Ở cạnh trên chúng ta chỉ có cái phần đèn LED lúc nãy mình vừa mới giới thiệu với các bạn thôi. Ra phía trước thì chúng ta có một cái loa thoại ở đây khá là lớn, một cái mặt màn hình trong từ bên này qua bên này, nó phát ra hai cạnh để giúp chúng ta cái việc mà chúng ta cầm thế này nó không bị cấn tay. Đây là dòng chữ Philips và những cái phím bấm rất là lớn. Ở đây chúng ta có hai nút zoom, khi mà chúng ta có thể chụp, khi mà chúng ta chụp hình chúng ta có thể bấm vào đây để zoom, phím OK, những cái phím điều hướng. Phía dưới là dòng chữ Xenium và một cái mic thoại. Phía dưới cùng thì chúng ta có một cái khu vực để chúng ta có thể cắm nóc sạc, nhưng mà hiện nay thì Philips chưa bán cái nóc sạc cho cái điện thoại này. Ở bên cạnh phải thì từ ở dưới lên chúng ta có một số những cái chi tiết. Như đây là một cái phím khóa máy, các bạn có thể gạt gạt như thế này để khóa máy. Đây là nút để chúng ta có thể bật được cái đèn pin ở phía trên, bật như thế này sẽ đèn pin sáng sáng, tắt và bật, rất là đơn giản, rất là thuận tiện cho người lớn tuổi sử dụng. Ở đây là có cổng mini USB để sạc cho sản phẩm. Ở bên cạnh trái thì chúng ta chỉ có phím tăng giảm âm lượng, và đây là một cái nút để chúng ta có thể mở nhanh cái trình FM radio để chúng ta mở và nghe luôn. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái máy này cho các bạn xem. Đây, mình gạt cái nút này và nó mở cái màn hình ra. Cái màn hình này cũng khá lớn. Đây là cái menu, những icon này rất là lớn. Đây, chúng ta có máy ảnh cài đặt, cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ, đài FM,
công cụ. Thì trong cái phần này, như lúc nãy mình đã có, mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần chụp ảnh, vì mình kéo xuống và chúng ta có thể chụp được ngay tấm ảnh. Rất là đơn giản, các bạn có thể zoom lên, bấm nút này, nó zoom lên, đây nó zoom lên, hoặc là nó giảm xuống, bấm vào OK là nó chụp, đây, nó chụp rất là nhanh, rất là đơn giản cho người lớn tuổi sử dụng. Phía trong thì chúng ta có thể setup một số những cái tùy chỉnh ở trong phần cài đặt. Thì ở đây có cái phần SOS, thì ở đây chúng ta có thể setup một số những số như là số 1 là của con trai, số 2 là của con gái, số 3 là của bác sĩ, ví dụ như vậy. Thì những bác lớn tuổi có thể sử dụng những cái phím chức năng này, nhấn giữ và nó sẽ gọi luôn, rất là hay, rất là phù hợp. Chúng ta cũng có thể chỉnh được một số những cái tùy chỉnh khác. Thì cái máy này nó thiên về cái sự đơn giản cho nên không có nhiều những cái tính năng kèm theo, chỉ chú trọng vào những cái nút thôi. Và bây giờ mình bật FM cho các bạn xem. Đây, 99,9 kHz. Rất là đơn giản, mình giảm cái loa xuống. Rồi tắt, thì các bạn bấm như thế này và nó sẽ mở. Tất cả những phím bấm này, đặc biệt thì cái điện thoại này, nó sẽ có cái tính năng là đọc số khi mà các bạn bấm số. Đây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 6, 8. Rất là đơn giản để người lớn, có những bác lớn tuổi thì mắt kém, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái điện thoại này thì chỉ việc bấm số thôi, nó sẽ nói số lên, chúng ta không có bị lộn. Rất là hay. Đó là những cái tính năng chính cũng như những cái nút chức năng chính của cái điện thoại này mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Thì trước đây Philips cũng đã từng giới thiệu với khách hàng những cái dòng điện thoại hỗ trợ hai SIM dành cho người lớn tuổi. Thì hiện nay do cái nhu cầu thì Philips đã cải tiến về cái mặt thiết kế cũng như trang bị rất là nhiều những cái phím bấm vật lý để người dùng có được cái sự tiện lợi cũng như đơn giản nhất khi mà chúng ta sử dụng. Thì cái chiếc điện thoại này vẫn hỗ trợ hai SIM. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái phần thẻ nhớ để chúng ta có thể gắn vào và chúng ta nghe nhạc qua loa ngoài. Rất là hay. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video lần sau.